Dung xin chào các bạn, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Chồng nổi giận, chém đứt cánh tay vợ đang có bầu rồi bỏ trốn Lò rượu ở Kentucky sập, 9.000 thùng rượu rớt ra ngoài Và phát một viên tòi ốc bị đuổi ra khỏi nhà hàng ở vườn sinh vì làm việc cho Tổng thống Donald Trump Thưa quý vị, cảnh sát ở khu Brooklyn, New York hiện đang truy lùng một người đàn ông bị tố chặt đứt cánh tay của bà vợ đang có bầu hôm thứ Năm 21 tháng 6 rồi bỏ trốn theo tờ New York Post, thì nạn nhân 31 tuổi này đang ngồi chờ trong nhà tại khu Somerset Bạc để đi đón đứa con trai 7 tuổi lúc tan học, thì không hiểu vì lý do gì ông chồng nổi giận. Đã, thế là, theo cảnh sát cho biết, ông này tên là John Lu, 35 tuổi, chém bà vợ lúc 12 giờ 30 phút trưa, làm đứt cánh tay phải của bà ở phần bắp tay và làm mất luôn hai ngón tay bên trái. Hàng xóm nghe tiếng kêu khóc ồn ào nên gọi cảnh sát, nhân viên công lực tới nơi thì họ thấy cảnh tượng hãi hùng nạn nhân bị vết thương máu chảy đầm đìa và trong tình trạng nguy kịch trong khi đó thì ông chồng bỏ trốn nhân viên cấp cứu vội vàng chở bà vào bệnh viện Beverly và bà này phải được tiêm thuốc cho mê man sáng ngày thứ sáu giới chức bệnh viện nói rằng các bác sĩ nơi đây đã ghép lại cánh này nạn nhân nhưng chưa rõ có thành công hay không à, các nhà điều tra ở thành à, cửa sở ở sở sở sát New York thông báo việc truy lùng người chồng Jong Lu 35 tuổi cao 5 feet 8 inch nặng 160 pound sáng hôm thứ bảy tại thành phố uh, một thành phố ở tại ở tại thành phố uh, Tân, hôm thứ sáu thì đúng hơn một cái lò rượu thứ bị bị sập chín cái thùng rượu bon, bon đó, gỗ bòn bon á bon bị đổ ra ngoài ở cái tòa nhà này họ chứa được khoảng hai 000 cái thùng rượu và đang sửa cái tường cái tòa nhà được làm từ thập niên một nghìn chín trăm bốn mươi thì đang sửa cái tường thì không biết làm sao mà sắp xuống Uh, cảnh sát trưởng đây cho hay là may mắn là lúc đó không có ai cả bởi vì lúc đó là người ta làm xong người ta đi về hết rồi thì uh, đây là những cái loại rượu mà bây giờ người ta nó đổ xuống như vậy thì người ta không biết là bao nhiêu thùng rượu bị bể ra và chảy xuống cống như thế nào thì cơ quan mà gọi là về an toàn vệ sinh á, của khu vực họ đã đến để họ kiểm tra những cái suối sông ở gần đó xem cái rượu có chảy xuống đó hay không bởi trong rượu nó có hóa chất có có biết ảnh hưởng cái môi trường hay là có làm nhiễm độc hay không một cái thùng rượu như vậy thưa quý vị thường thường nó chứa khoảng 53 uh, gallon rượu và nặng khoảng 550 bao, 550 bao tức là khoảng bao nhiêu? Khoảng 200 kg, 250 kg khá nặng. Mà 9.000 cái thùng rượu như vậy nó đổ xuống rồi vậy. Tôi coi cái uh, màn ảnh trên uh, truyền hình kinh hoàng luôn. Nhưng may mắn là không ai bị gì cả. Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên tòa bạch ốc là một người coi như là tiếng nói của tổng thống Donald Trump lâu nay là luôn luôn xuất hiện ở các cuộc họp báo để nói về các chính sách của Tổng thống của Trump cũng như trả lời câu hỏi báo giới. Thì tối thứ sáu vừa rồi, bà đến nhà hàng Red Hand ở Lexington, Virginia. Đang ngồi xuống ăn, à, có một người bồi bàn ra phục vụ mới được 2 phút thì chủ nhà hàng này là một phụ nữ ra yêu cầu bà ra khỏi nhà hàng. Nói thẳng là nó đuổi luôn á. Lý do bà chủ nhà hàng nói là bà này làm việc cho Tổng thống Donald Trump. sáng thứ bảy bà Sarah Sanders gửi qua Twitter xác nhận cái chuyện này. Nó là tôi có bị đuổi. Và cái chuyện mà tôi bị đuổi đó Nó nói lên cá tính của các bà chủ nhiều hơn là của tôi Bởi vì tôi luôn luôn tìm cách lịch sự với mọi người Ngay cả với những người không đồng ý với tôi Và tôi tiếp tục làm như vậy à. Thì cái này thì quý đã tạo ra một làn sóng ở trên Facebook Nhiều người vô trong cái trang web hoặc là cái trang web của nhà hàng này Có người thì cho nhà hàng này 5 sao Có người cho nhà hàng đang từ 5 sao xuống 1 sao Ví dụ họ nói là Ô, oh, nếu mà là, là là, là phe dân chủ mà đang càm ràm thì nên vô nhà hàng này ăn còn quý vị là người dân chân chính cộng hòa đừng vô nhà hàng này những người khác cho năm sau thì bảo là đây là đúng là bọn nào thì cho ăn cái đó không? nếu không phải như vậy thì đừng có cho ăn tức là nếu không có đàng hoàng thì đừng cho ăn là hai bên tranh cãi nhau dữ dội trên facebook và trên twitter mấy ngày qua thì bà sander là người thứ ba của trong chính quyền Donald Trump bị đổi sau ông Stephen Miller là một cố vấn cao cấp tổng thống Trump và đặc biệt tối thứ ba vừa qua bà Kristen Nelson bộ trưởng nội an đến ăn ở một văn phòng ở một cái nhà hàng Mexican restaurant ở tại Washington DC trong lúc bà đang ngồi ăn thì một biểu nhóm tới phản đối và biểu tình nói rằng là bởi vì trước đó là ngày thứ hai bà ra cuộc họp báo bà nói rằng là bà ủng hộ cái chính sách zero tolerance của tổng thống Trump và thực hiện chính sách đó tức là tách trẻ em ra khỏi cha mẹ bởi vì họ bà cho rằng là khi cha mẹ dẫn trẻ em qua là cố tình tưởng rằng là được giữ lại để được không bị truy tố nhưng mà tách ra đúng thì cái đó bà bị phản ứng thì cái tối thứ ba bà ở cái nhà hàng người ta hỏi là bà đuổi người Mexico bây giờ bà vô nhà hàng Mexico ăn bà thấy có yên bình hay không các trẻ em Mexico đang sống không yên bình mà ngồi ăn yên bình như thế này à thì qua ngày thứ tư bà có đệ trình tổng thống Donald Trump một cái bản thảo ngưng cái chính sách gọi là chia cách gia đình ra và tổng thống Donald Trump đã ký cái lệnh đó. đó. thì đây là những cái chuyện mà một số người làm việc với tổng thống Donald Trump đi ra ngoài bị người ta phản ứng chẳng hạn như cái người mà làm trước bà Sarah Sanders là ông Sean Spicer trước đây mà phát ngôn viên tòa Địa ốc khi mà ông còn làm phát ngôn viên tòa Địa ốc ông có đi chợ ông ra chợ bị người ta gặp người ta hỏi ê ông lên ông nói dối như thế rồi và làm sao ông dạy con ông được sao ông nói với con không? ông, ông không trả lời đó. sau này thì khi ông từ chức ông có nói là ông có hối hận phần nào khi mà làm việc cho tổng thống Donald Trump bởi vì cái lần mà uh, lễ đăng quang tổng thống Donald Trump ông phải bắt buộc nói dối là có hàng nhiều 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 người đến tham dự cái lễ đăng quang mà thực sự nó không phải như thế hay là như bà Sarah Sanders thì tin trong toàn cái ốc cho biết là có thể là cuối năm nay bà sẽ rời toàn cái ốc không làm cho tổng thống Donald Trump nữa thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình gì tới.